Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Bắc và miền Nam. Ngày miền Bắc và miền Nam tỷ lệ chính xác cũng rất cao hiện nay. Ngày 28 tháng 3 thì Lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình trên đài miền Bắc như sau. Mình dự đoán con số 77 và thật may mắn khi trúng được một lô. Ngày hôm nay ngày 29 tháng 3 thì mình dự đoán tiếp tục những con số cho các bạn tham khảo như sau. Con bạch thủ thì mình dự đoán con số 23. Trong khi đó con song thủ dự đoán con số 56 và 65. Ba con số thì mình dự đoán con số 4, 8, 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi xem những video trên kênh Chí Thanh Vlog của mình. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video nói về thế giới động vật và những video ngắn rất hay, mong các bạn theo dõi xem, chia sẻ và ủng hộ giúp kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.